Ok, mời lên em. Hôm nay chúng ta tiếp tục một con game mới. Game lần này có tên là Timber Bone. Một con game chủ đề xây dựng nói về những cái loài hải ly thì phải. Đây. Timber Bone hiện đang giảm giá 20% trên Steam. Gần đây thì có một đợt update rất là lớn. Đợt update này hình như là nó liên quan với bản update 5 thì phải. Đây, When update you 5. were born, we knew Một you cái would vùng nước get độc it. á. By the time you could lift a hammer, À đây, you were nước bây giờ already a là có vấn master đề luôn, builder. độc hại luôn. Now, Tức là game it nó is sẽ khó time hơn for nữa. you to join our team. Chúng ta xem thử cái trailer Oh, ha. Game này thì chủ đề xây dựng nói về một cái loài giống với loài chuột lang nước á, là cái loài hải ly. Con này rất là giống chuột nè. When you were Đó, born, anh em nhìn we nó knew ngộ you ngộ dễ were thương không? gifted. By the time you could lift a hammer, you were already a master builder. Now, it is time for you to join our team of brilliant engineers Xây dựng nãy giờ rất nhiều nha. Con chuột to lang này nó learn vẫn bơi được, and nó bơi rất là construct giỏi luôn. everything a beaver needs. Cái này thì giống mấy cái máy Small chìm lực hơi nước things that improve our way of life này, and giống cái xích đu không. incredible Chúng ta có structures thể that xây dựng những reach cái for công trình kiến trúc theo clouds. cái chiều dọc như thế này. Game này cũng đẹp quá We take great care to be chứ. Nhìn mindful cái of con our hải ly này nó hại đời. surroundings. We harness the river, taking advantage Tương of tác về cái cơ everything it chế has vật to lý của cái offer. mặt nước. Cơ chế vật lý của mặt Over nước time, này. À cái we've này giống như learned cái how bộ to mà chuyền power động nhá. machines all across our land. Này mấy cái cỏ cây Now thác that hả? mankind is gone and the land is dry, Rồi cây cối khô hạn chuột ra đi. we turn to Khổ. science Tự động quá and luôn hả? develop new Trí tuệ nhân tạo technology. luôn à. We sculpt Ồ. the land to bring the river to our doorstep. Ok, game rất lỗ map nha. Thực ra con game này nó đã ra mắt hơn 2 năm rồi. Đây, 15 tháng 9 năm 21. Tính ra tới giờ là khoảng 2 năm 4 năm tháng rồi đó. Dù vậy là game này cũng đang trong cái giai đoạn early access. Nhưng mà game này update rất là thường xuyên, anh em có thể trải nghiệm được nó ở thời điểm hiện tại rồi đó. Rất là nhiều giải thưởng luôn, anh em nhìn nè. Đó, một dọc giải thưởng như thế này luôn và đủ uy tín cho game này. Gần đây cái bản beta update này thì Dev cũng bắt đầu chiến dịch marketing. Nên anh em nhìn nó vẫn đang lọt trên cái top trên trending game hiện tại nè. Một con game khá cũ rồi nhưng mà vẫn 6.000 người chơi cùng lúc, một con số cực kỳ cao đó nha. Rất rất là cao luôn. Con follower này hơn 2 triệu rồi đó hả? Rồi, bây giờ vô thử con game này coi chất lượng nó thế nào. À quên. Tôi xách thử con hải ly đây. Con gì ta? Hải ly. Đây là con hải ly của chúng ta. Nhìn nó tương đối giống mấy con chuột á. Nhưng mà nó con chuột này thì lông nó rậm hơn tí, dày hơn tí. Nó có thể sống được ở dưới nước. Dạng như cái khu vực đầm lầy. Nó là có họ hàng với con chuột nè. Anh em nào thích chuột mà chơi game này thì đúng số dách luôn rồi đó. Phiên bản to lớn của con hamster. Gọi là chuột côi bung. Một phân loài của cái giống loài này, nguồn gốc ở khu vực Nam Mỹ, Brazil, tới Argentina. Phân bố tận cùng phía Bắc của dãy phân bố các loài rồi. Ở Việt Nam chúng được gọi nhầm lẫn với cái tên hải ly hả? Thôi, đọc hồi lú thêm. Chúng ta vô game thôi. Nói chung tôi cứ gọi con này là hải ly đi. Tôi sẽ để cửa sổ game này á. Rồi nghe chưa? Phiên bản hiện tại vẫn đang là Early Access thôi. Cảm ơn bạn đã tham gia trò chơi này. Rồi rồi, 3 chấm, 3 chấm. FPS cũng khá lỗ map luôn. Chúng ta vô phần setting. Đồ họa đang là Ucha, đồ họa Ucha rồi. Cái ghi sổ keo này thì anh em để 100% mà được. Inox Kamiga, Uike, 100% đi. Con mắt già cả với kém của tôi thì khó lắm. Audio như thế này thì chắc ổn rồi phải không? 4700, nhạc nghe rất là chất lượng luôn nha. Edit map, setting, like gì. Game. Cái này là những con chuột thông thường, còn con này là tiệm cận công nghệ. Thì tôi chưa biết cái nào cả, nên chắc thử với cái này đầu tiên đi. Hai cái này khác biệt gì không ta? Thôi, cứ chọn cái đầu tiên bên trái. Ê, cái này là những cái map nè, có cái lá là sao?
À, thân thiện với người mới bắt đầu. Rồi, ok. Nên chắc chờ chơi cái hồ đầu tiên đi. Cái hồ ha. Tôi thấy là nó có nhiều sông suối đẹp đó. Chế độ. Bạn sẽ bắt đầu với một cái thành phố rất là thư giãn thoải mái luôn. Ngôi làng của bạn khi mà khởi điểm thì sẽ đầy những cái tài nguyên có sẵn. Dồi dào về nước và thực phẩm. Rồi, ok. Đây là những con hải ly của chúng ta đang băng một cái khu rừng trên một cái cầu gỗ. Ở trên này cũng có một cái cầu gỗ nữa, nhưng mà cái cầu gỗ trên này nó đã gãy rồi. Ủa, đang loading hay là sao? Loading game này nó tương đối lâu vậy ta? Gọi cái ngôi làng của mình là cái ngôi làng nhìn Z. Chào mừng bạn đến với cái hướng dẫn. Bây giờ phải thu hoạch gỗ. Bấm vô cây gỗ. Bấm vô đâu nữa? À, mình đặt cái này gần cái chải lấy gỗ hả? Ok, mình sẽ đặt hai cái chỗ này với chỗ này cũng có gỗ nè. Rồi tiếp tục. Mỗi cái ngôi làng nó luôn là rất là, cái gỗ rất là cần thiết. Chỉ có gỗ được cắt từ cái cây thôi. Ủa, sao nó không xây? Unconnect là bui. À, mình phải bui trong cái phạm vi này. Phạm vi này thì không được ra ngoài. Đâu, có cái ô này luôn. Vậy là xây ngay đây được. Xây đi. Nè nè nè, nó đi nó làm nào phải không? Với xây thêm một cái ở đây nữa. Cái này xóa đi làm sao ta? À, ủa, nút X là đóng, cái này mới là xóa nè. Kết nối cái lumber. Mình phải xây một cái đường để kết nối đi cái này đến cái chỗ xây dựng. Đường thì mình bấm vô đây. Đường ở đây. Lên đây luôn được không? Muốn xây cái xưởng gỗ ở đây hơn. Connect là sao? À, phải đi từ cái cửa trước này nữa thiệt game. Rồi, bây giờ mới hiển thị ra cái đường nào. Đó, chúng ta nói được ba cái luôn. Cái này thì dắt bỏ đi. Tiếp theo, chọn những cái cây để cắt. Bấm vô cái cắt cây. Như cái cây. Chọn hết cái khu đó với cái khu dưới này luôn. Continue. Sử dụng cái tool này để cắt cây. Nó có phím tắt gì không ta? Bây giờ bui cái water pump là cái máy bơm nước. Bấm vô nước. Máy bơm này phải chắc phải xây. Đó, phải xây một cái đầu xuống nước. Nối cái đường vô. Cái đường nó nằm ở phía bên phải. Rồi, ok. Nhanh tay lên, mấy đệ ơi. Nó đang lấy gỗ về, nó bỏ vô đây hay là ở đây ta? Cái này là chỉ có 20 gỗ thôi. Mình có thể xây kho à? Kho này là cái kho lớn, 180 gỗ.
Đây, xây luôn cái kho trên này cho nó hợp lý. Ở đây thì chắc cũng cần một cái kho gỗ nữa. Rồi, vừa khích luôn nha. Không có lệch ô nào luôn á. Mình có thể tăng tốc độ đây à. Trời tối gì rồi bay. Mấy trái này hái được không? Có cây cỏ gì nè. Cái này chắc mức độ ưu tiên cho cái công trình. Mà bấm vô đây thì nó on nó off. Công trình này còn 12 gỗ thì đi cắt gỗ lẻ đi. Đây có hai gỗ, đây hai gỗ nè. Nó ngủ hay gì ơi? Bốn gỗ, sáu, năm gỗ, nó đem lần có một gỗ à, bảy gỗ nè, chín gỗ, 10, có con đem một gỗ, có con đem hai gỗ nha, không biết nó có khác biệt gì không. Rồi bắt đầu xây dựng. Nó bơm nước luôn kìa. Rồi, ok, ngon. Bây giờ bôi cái dùng thu hoạch thì cỏ giống như đây thì chắc là giống như gỗ thôi, nên mình lấy nho về mình để kế bên cái nhà chính luôn đi. Để đây nói cái đường vô. Bên này không có nho. Nho còn đâu nữa không ta? Bên này có nè. Nhưng mà làm sao qua bển? Không, cái này nó chỉ chặt cây thôi nha. Nó không có thu hoạch nho. Ok, bây giờ bôi một cái mà farmhouse. Đâu ta, nó mới chớp chớp đây phải không? Farmhouse như đây đi. Đất này thì nó khô cằn nứt nẻ như thế này, tôi không nghĩ là nó xây được đâu. Ủa cái này là sao? Phiêu để gỗ không? Đem nó cầm vô để vô đây phải không? Ủa không, nó đem đi luôn rồi. À mình phải chọn cho nó. Chỗ này thì để gỗ thôi. Chấm hỏi nào. Ở đây là chắc có mấy cái loại mà khác nhau hả? Mì tồ. Cái này ván ép. Cái này đã sắt vụn. Cái này là đất bẩn à. Biết. Chắc để gỗ thôi. Thì nó chặt chui lũi cái khu này luôn hả ta? Cây này tôi không biết nó có một loại không nữa. Nước này thì chắc trong cái hàng tiêu dùng của mình nó để đâu ta? À đây đây đây, nước đây. Nước là 257. Không có cáp gì hết, chỉ có một con đang làm việc. Rồi ok. Xây cái nhà này tốc độ lên cưng. Mình có bao nhiêu con chuột ta? Cái dân số mình ở đâu? Mấy con này sống cần nhà không? Hiện tại là không có con nào đang ngủ. Không có con giường nào trống, 12 con đang mà không có nhà. Trên này là 9 con trưởng thành, 3 con trẻ sơ sinh. Cái này là 7 lao động làm việc, 2 con đang thất nghiệp. Chuyển gỗ vô đây nhanh lên bay ơi. Biết ba lên luôn. Nho thì đang có 280 mấy trái nè. Nó lại ngủ rồi. Nhanh lên. Những con khai ly kia không? 81% nguyên vật liệu. Anh em nào thích mấy con game xây dựng á, mình nhìn con này cái đồ họa với mà cái art file nó hình ảnh á, trình rất là đẹp nha, rất là thích mắt. Mấy công trình này đúng theo cái kiểu gom gạ kết hợp với tí gỗ.
nó hiện cái dấu chấm hỏi. Bây giờ mình phải gieo trồng cà rốt. Đây. 4 ngày mình sẽ thu được 3 cái cà rốt. Diện tích là 0 trên 100. Vậy là 10 x 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thôi đi từ đây luôn đi. Để dị kỳ lắm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12. 12 mà chia 100 mà chia 12 ra được 8 rưỡi. Đây. Nói chung là dương tí cũng chả sao. À, cái này nãy tôi bui rồi nè, cái kho chứa gỗ nè. Bây giờ mình phải bui thêm ba cái nhà máy chứa nước nhỏ. Cái này water pump không phải, à nó bên kho. Đây ba cái nhà máy chứa nước nhỏ. Chắc là dùng để tưới tiêu đó, nên đặt cạnh bên đây một cái đi. Bên này một cái nữa. Bên này một cái nữa. Xong rồi xây. Cái này là sao ta? Tuổi cái này là nhà kho nhỏ chứ không phải là nhà máy chứa nước nhỏ. Đây nè, nó sẽ mo tăng nè. Lộn rồi, lộn rồi. Nhầm 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 tí mới để ơi, xây cái này mới đúng. Xây ba cái này xong, xét ba cái này thành cái đơn vị là chứa nước. Nâng cái độ ưu tiên lên. Nâng cái ưu tiên lên luôn. Cái này cũng vậy luôn. Xong rồi đặt nó thành chứa nước nè. Đặt này cũng thành chứa nước luôn nè. Này cũng vậy luôn. Rồi ok chưa? Bây giờ mình đặt xong rồi đó, bây giờ đợi nó xây thôi. Một cái này thì cần mới 15 gỗ nữa. Chưa gì sắp hết gỗ rồi đó hả trời. Ngủ bệnh cũng bụi không à. Có xây nhà cho nó được không? Cái này phá hủy công trình. Chưa có một nào có thể xây nhà cả. Đây là nhà cửa đây. Mình có 12 con thì mỗi con này nó sẽ chứa được 3 cái, mỗi nhà nó chứa cho 3 con. Một hai ba bốn năm con, 5 căn nhà ok luôn. Cái này 0 trên 15, cái này 11 trên 15. 0 15, lấy gỗ rồi đây qua đây luôn, nó nhanh không? Đề mà đề mề. Chín ngày mới được một cái gỗ hả? Ngày bên trên này là mới có 4 ngày thôi. Ê, nó đứng đây nó xây xuống đây được không nè? Ngon, mấy cái nhà này chắc cũng gì luôn rồi. Đây cái này xong cái nè. Bui xong 2 trên 3 rồi. Còn mỗi cái này thôi. X3 lên. Nó cũng biết lấy đồ về để đây, từ đây đem qua đây nữa chứ. Không vết. Rồi. Bây giờ bui một cái nhà kho nhỏ mới xây xong. Thiệt. Small warehouse. Không, medium nhé. Xây hai cái nhà kho nhỏ. Kiểu méo nào nó cũng chống ổ nhanh.
Như thế này cũng không được. Rồi như thế này đi, hai cái kho để trước cửa tòa thị chính cho mình luôn. Một cái warehouse thì xếp cà gót, một cái warehouse thì xếp baggy. Tôi sẽ nối con đường qua luôn. Ok. Cái cà gót là cái này. Cái này cà gót, còn cái này là baggy. Baggy là cái nho à. Ủa mình có trồng cà gót không? Ủa mình có đang trồng cà gót với mà lụm nho ở đây. Cái này ưu tiên lên. Này cũng vậy luôn. Nhà cửa thì cứ đi lang thang ở ngoài đây. Nước ba cái phép lên. Vô nó ngủ rồi kìa. Có ba con có nhà còn lại vô gia cư hết nè, chín con đang ngủ bờ ngủ bụi nè. Video setting bằng audio để lên tiếng nghe cho nó dễ. Cái này nó đổ cái đống gì mà trước vậy nè, còn cái này là cái gì? Hình như cái đống gỗ hồi nãy tôi hủy cái nhà kho nó rớt ra cái gì á. 11, 15. Rồi, ok. Bây giờ bui cái này, lót ghe là cái gì? À, mấy cái nhà, bui 6 cái nhà nữa hả? Mới có 5 cái thôi. Ê, xây trọng luôn được hả? Thì nó đi ra đi vào làm sao? Quỷ 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 cái này nè, xây đây nó nói được vô con đường trên nè, đọc phái chỉ là mình có thể nói mấy cái đường đây, có thể nói được cái đường lên nè. Platform là cái nền tảng, tôi đắp vào đây tôi xây thêm một dọc ngang nhà nữa. Có khi dời cái bãi này, cái cây này đi luôn á. Có tính năng moving hay gì không? Mình vô gỗ lumber đặt ngay đây luôn. Xong rồi quỷ con này đi. Chuyển cái đường lên. Xây thêm một cái căn nhà nữa. Tí nữa mình mở được cái tầng 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 thôi ta. Cái này nè. Cái này là cái cầu thang hả? Nhiêu nho này 200 baggy, còn cà gót thì nó chưa lớn. Cà gót của mình thì ủa à bên cây quá không, không phải nữa à, đây đây cà gót này thì 4 ngày nó mới sinh ra là ba quả, bây giờ mới ngày thứ năm thôi và có thời tiết ở đây nữa nè. Nhân ta lên những con hải ly kia à. Hít ba lên. Đứa nào nhanh tay thì sẽ được ăn dâu hoặc là cà gót. Ồ, cái này giống như cái nhà kho quá vậy. Là cái này là báo cáo số liệu dân cư của mình. Quận 1 á. Cái này là chuyển giao hàng qua hai bên cái quận của mình ấy vậy. Được 3 căn nhà nè. Nước 28 nó vẫn đang lấy gỗ ở đây, gỗ mình sắp cạn luôn rồi. Sao giờ ta à bên đây nữa, chặt cây
Không có đường qua đây nó tự biết qua nó chặt không ta? Hết rồi, cái này là cái gì? Cái này là cái tường chặn à? Công trình thiếu tài nguyên, hết gỗ. Cái kho của mình không còn tí gỗ mà luôn. 4 điểm, đạt được cái 4 điểm gì nè? À đây, cái này là mình cung cấp cho cái nhu yếu phẩm của những cái con này, đạt được càng nhiều điểm càng tốt. Như con này nó muốn ăn 13 cái cà gót nè, bây giờ hiện tại chỉ có 4 điểm, 4 điểm thôi. Rồi. Vui một cái là chạm nghiên cứu à. Inventor. Chắc là vui hai cái luôn đi, để cho hai con nó đi nó vừa học vừa làm luôn. Cái cây này muốn nhổ tận gốc nó thì nhổ làm sao ta? Bây giờ bui một cái bánh xe nước. Cái này, cái bánh xe nước. Chắc là phải kết nối đường vô á. Nối sẵn cái đường vô đi. Làm việc cần cù chăm chỉ nha. Ngoan đi, anh có thưởng. Bánh xe nước cần cái 50 gỗ lận. Bây giờ gỗ còn đâu trời. Ngày 1 Lubin đã được ra đời. Bây giờ dân của mình 14 đứa nè. Mới đẻ đứa nữa là 14 đứa. Mấy đứa này nó trưởng thành đó nha. Đẻ được hai đứa nữa là từ 12 ra 14 á. Đúng là đẻ nhanh như chuột liền. Ốc bãi đây luôn em ơi. Chắp hết gỗ rồi. Bên này cũng khá nhiều gỗ nè. Này nữa. Hình như cái dịch vùng xanh xanh này, cái này là gấp mấy tột 120 lắm. Nó đi thu hoạch cái gì nè, có không? À đúng rồi, có cà gót nè. Đầu tiên cái này lên dùng cái. Rồi cái điểm này làm sao tăng ra nè, nó có 56 điểm nè. À đây 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 đây. Ủa không, cái này xây dựng mà. Chắc chỉ nữa tí nữa thì nó sẽ chỉ mình, nó hướng dẫn mình cái đó. Còn trống là 7 cái giường. Bây giờ làm sao dọn cái cây này được ta? Cái này phải không? Không phải luôn. Decor thì trang trí thôi. À đây nó là chặt luôn cái cây, nó nằm trong cái mục quỹ công trình và tài nguyên này. Cái này làm nhanh tay lên cái. Sau đó mình sẽ xây thêm một căn nhà nữa. Ba cái nhà. Nói đường qua. Ok, bánh xe nước có nè. Bánh xe này xài làm sao? Bui một cái nhà máy cưa gỗ. Cái này á. Ok. Sau đó năng lượng cho cái power mill.
Hình như mình nói từ cái chỗ cái cây này vô đây. Đi quay qua quay lại được nè. Khoan 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 khoan, xây như gì thì sao mà nói được. Từ đã. Kịch tay nha. Thôi xây đi, chả biết nữa. Tí nữa đi rồi tính sao. Không hiểu cho lắm. Nó có cái bánh răng dĩa vô dĩa ra gì nè. Còn cái bên đây đi ra làm sao? Khoan khoan phá cái này cái đã. Đi mô. Ủa phan xóa đường xóa sao ta? Xóa đường. Không phải. Rồi xóa đường rồi. Từ từ nói cái bánh răng. Nói cái này vô đây. Sau đó mình đi thẳng từ cái chỗ này ra hả? Cái này nó cao gì sao mà nói. Hay là ôi trời ơi, phải đặt nó dưới nước anh em ơi. Thằng ngu đi đặt cái bánh xe nước trên cạn. Trời ơi, đò mờ thằng nào xin nào này. Đặt như thế này mới đúng nè. Một pha chơi ngu vào lòng đất. Đó, trời ơi, hèn gì. Ngu dại. Cái này công nhân chưa làm việc được. Xây như thế này rồi sao biết nó đó. Cái này đã gì? Cái này dạng như năng lượng 136 HP trên giây. À cái nước nó chảy ở hướng này nè. Khoan 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 khoan. Cái này mình nên để là cái chập ba đi. Sau này mình còn mở rộng được. Chập ba thì nó tới 4 gỗ luôn nha. Thôi sau này tính. Cái con máy này nó xài bao nhiêu ta? Không trên không thì 100% nè. Anomaly again. Đâu ấy. Năm mươi gỗ à, nãy có thằng ngu nó xây bánh xe nước ở trên cạn đó chứ. Thiệt, tôi đếm phải tin được luôn. Cây cỏ sao rồi, chuỗi lưỡi rồi. Bên này 1/2 luôn rồi.
Còn bên này, mình chặt cây bên đây được không ta? Mấy con này nó lội xuống nước được hay gì mà. Nếu vậy thì mình chỉ cần xây cái cầu thang thôi. Mới có 20 gỗ à. Kho của mình thì chả còn tí gỗ luôn á. Hai trăm bốn mấy cà gót, 300 trái dâu. Dâu này thì 12 ngày nó mới phát triển lên. Tại sao nó 12 ngày mới thu hoạch được một lần nữa? Tình trạng hiện tại là đang rất là đói, thiếu nước. Ba mươi lăm, nó đóng thùng sẵn cà gót cho anh em luôn nè. Một ô này thì chỉ có hai cái cà gót thôi. Tỷ lệ lao động việc làm, bởi vì nó đẻ thêm mấy con nữa nè, thì nó đẻ thêm một đống luôn. Bây giờ là 18 con chuột, 2, 4, 5, 8 cái nhà. Mình còn dư 5 cái giường, 5 lót. Có gỗ rồi nè, xong lấy. Lấy từ gỗ đây để vô ông nội ơi. Thiệt. Lấy gỗ từ đây để vô đây. Nhanh gọn. Con này nó vô đây nó làm cái gì? Đó đó, quay nè. Trời, quay như máy điện luôn. Bây giờ là 204 mã lực, 203. Khoảng coi như là trên 200 đi. Lấy cái mức thấp nhất. Cái nhà này thì nó xài bao nhiêu? 50 à. Vậy là mình xây được 4 cái nhà này luôn á. Mấy con chuột nó đi chơi nữa rồi. Còn thiếu ba cái này. Nhanh lên, nhanh lên. Bỏ hết mấy cái việc quán xuyến kia đi. Cái gì? Tới mùa khô rồi. Cái máy này chưa chạy nữa. Mùa khô sẽ kéo dài trong 3 ngày nữa. Rồi, xong rồi. Bây giờ thì xây một cái forget là cái gì đó. Cái chạm gác gừng á. Bạn có muốn mở phá cái này bằng 60 điểm công nghệ không? Mình có bao nhiêu điểm? 237. Quất. Xây cái cầu ở đây mình lấy đồ nữa mới được. Cái cầu thang Z. Cái này Z luôn. Giờ còn có 19 điểm thôi. Kỳ bên đây anh em ơi, cây đây. Ủa, cây. Chặt cây. Bây giờ phá cái chỗ này đi. Sau đó xây thêm một cây cầu bên bển nữa. Nó là cái này. Mình nó xây 200 mấy là ổn định lắm nha. Mình sẽ nhặt Peggy bên đây luôn. Cái kho chứa Peggy của mình. Nó chỉ đưa đi hái lượm thôi. Mình mở được cái địa bàn qua tới đây nè.
xây thêm một cái kho vừa vừa bên đây. Ensogate nó ra mắt cái phiên bản Early Access, dev chưa có gửi key nữa nên chắc tôi chưa có chơi đâu, nhưng mà không biết giá cả thế nào. Nhà kho ở đây, một cái kho trung bình, một cái khu chứa gỗ. Rồi nói con đường vào, một cái chỗ hái nho nữa chứ. Hái nho là bên này phải không? Rồi đến mùa khô đó hả? Nó khô trong bao lâu ta? Anh em đợi tí, tôi ra tôi coi cái con nãy rồi. Giá chát nha, 350 lần đó, nó giá ngang con fan world luôn á. Bà sao chưa gì mít sự trời? Bị là gắt liên tục như một cái dòng lọc luôn. Chỉ có cái con game này đó, khi bạn chết đó, bạn không thể get bao, người bạn có thể get bao thôi. Tôi đã đóng game và sau đó nó reset, nó tắt lại tất cả. Winterlay thì gần như không có hoạt động bởi vì quá nhiều cái người đang chơi cùng một lúc. Nói chung là gánh lớp ở cái dòng Winterlay thôi. Thôi ok, ta quay lại game này. Nước cạn chưa? Nước cạn rồi thì trong thời gian đó mình làm cái gì ta? Cái nhà kho này chắc để toàn bộ cái này được không? Không hả? Cái này thì bắt buộc để gỗ rồi. Ủa? À cái này hình như mình hết gỗ. À cái máy này nghỉ chạy nào. Không luôn rồi. Chết cha, nước rút rồi. Không có gì trong cái phạm vi này. Từ từ rồi có. Cho con này nó đi ra sao ta? Ngủ nó ngáy kìa. Tạm thời dừng hoạt động đó. Nếu như không còn gì để thu hoạch, đợi cái dàn cây ở đây lớn lên đi. Nho này nó sẽ chết trong vòng 9 ngày nếu như là nước khô cạn. Chừng nào mới có nước lên trời. Mấy cái này là mấy cái gì đây? Dạng như cái đập chặn nước hay gì đó. Bên này có con gái nữa nè. Cần phải bôi trên cái nền tảng đó. Đây là như một cái barrier để chặn nước. Mình có thể phá hủy nó đi. Phá hủy nó thì mình sẽ được cái gì? Đó, có nước lại nè. Nếu phá nó ra thì nước nó có thể chảy qua đây nữa. Tức là đi cái đường này nè. Gì trồng cái cây phai gì? Phi ne dạng như cây thông gỗ cao vậy á. À mình có thể trồng được nữa hả? Thôi, cái khu dưới này không trồng đâu. Quỷ 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 quỷ. Trồng thì tôi sẽ trồng ở trên này. Khu này nè. Bây giờ đóng hướng dẫn mình có thể làm bất cứ điều gì mình muốn từ lúc này. Bây giờ bắt đầu vô cái quá trình chơi tự do không ai hướng dẫn nữa.
bên cây đây, quỷ cái đống này đi, xây cái đường nối xuống đây luôn. Bên này nó không chặt gỗ ta. Ê, nó chặt không tới kìa. Đâu rồi? Cây gỗ đây. Cái này mình cũng có thể lấy được một cây nữa, nhưng mà nó đã chết rồi. Mình có nên phá cái đập này hay cái đập này dẫn nước vô đây không ta? Nó quá xa cái khu vực của mình, cần phải xây cái đường đến gần nó. Nước chảy vô đây nè, cây đây nó sống lại nè, nó chảy được tới đây không ta? Cái này của mình nó có giảm rồi, nó giảm mạnh luôn á, thiệt chơi ngu rồi. Không không, từ từ nó sẽ tăng lại thôi. Nước vô đây thì nó ngập lên chứ đâu có chảy đi đâu được. Hình như nó chảy xuống đây nữa nè. Một pha chơi ngu rồi, đáng lẽ phải bích cái chỗ này lại luôn. Bằng cách nào ta? Không, không phải cái này. Nước. Không phải luôn. Cái này là cái gì? Cái khu ăn chơi giải trí cho mấy con cu này, thằng cu này á. Cũng được. Ủa xe trên đây rồi lên sao? Phan 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 phan. Mình phải xây một cái nền ở dưới cho nó đi lên. Cái này nè. Ngay đây. Sau đó nối cái cầu thang này lên đây. Sau đó nối cái con đường từ đây qua. Nối lên đây. Đó. Bây giờ mới xây cái khu ăn chơi trên nóc nhà cho tụi nó. Này phải không? Đó, mình mới nói cái con đường này vào. Rồi, ok, hoàn chỉnh rồi đó. Bây giờ xây thêm một số cái lốc ở đây nữa. Bích cái này lại luôn. Cho nó nói cái con đường này qua đây luôn. Xây thêm một số căn nhà nữa. Cái này là nhà này. Nhà này là dạng cái nhà nhỏ thôi. Nó chỉ có một con à. Nhà này tới 6 con nè. Nó dạng double. Nhà này 9 con 150 điểm. Nên nâng cái này không? Thử rồi. Yes. Đó, chơi luôn. Cái này nó hiện như thế này là sao đó? Ô. Cái này phải xây ở đây rồi.
Wood Forget, dạng như là chăm sóc cái rừng vậy á. Hèn gì cái rừng này nó không phát triển gì luôn. Đồ ăn thì mình hơi thừa đó. Xây thêm một cái food, một cái lấy là Berry. Cái này tí nữa cây mọc rồi tha hồ mà lụm. Rồi chắc cái trên được rồi. Cái này không cần đâu. Dừng nó làm sao ta? Dừng luôn. Này mới mọc có một cây à. Không đáng kể. Bây giờ nghiên cứu thêm nhiều thứ mới đi. Cái này là farm house, cái này hình như là một phai tây một gỗ á, thì nó sẽ ra được một cái nấu ăn gì đó. Một đống gỗ nó để ngoài vậy ta, không lụm vô đi. Cái này chắc chặt gốc luôn vô rồi. Cây đây. Cái bán ép của mình nó làm việc hơi chậm nha. Làm việc như thế này khá là chậm luôn á. Gỗ nè. Nhà xử lý bán ép nè. Nhổ rễ cái này luôn. Nhổ luôn cái này. Cái bộ chuyền động nó nằm ở đâu ta? Power ngã ba. Ok. Xong rồi nói một một vô. Cái này lẻ tay để chân lên đi chứ. Ủa? Quang quang quang. Ôi ơi, cái này nó kết nối với tầng trên rồi, chết tôi rồi. Hủy 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 hủy. Như thế này thì mình xây sao ta? Ôi ơi, xây sai lầm quá. Bây giờ xây lại. Nước này nó mở cái ô này ra nó chảy yếu xìu luôn. Nó ngăn ở đây. Đáng lẽ tôi phải ngăn ở đây. Mình coi có cách nào làm được cái đập không. Đây cái lại dầm ở đây. Thank you.
Rồi, ok. Hình như nước mạnh lên nha. Cũng vậy thôi. Xây cái đập này cần 20 gỗ lận. Trời ơi. Mình khịa luôn cái đống gỗ này được không ta? 12 ngày nó lại ra 7 gỗ nữa nè. Xây thêm một cái khu chặt cây nữa. Cái khu chặt cây tiếp tục. Ok, hai cái chặt cây. Cái này thì chắc bỏ luôn đi. Thêm một tí khu chứa nước đúng không ta? Bỏ không, cái này máy bơm mày. Nước hình như bên đây nè. 120 điểm à. Nằm cái này luôn. Ủa cái bánh răng mình kiếm ở đâu ra ta? Cái này phân lộ mấy cái quận huyện gì đó. Cái này mấy cái nhà kho chứa nước thôi. Metal. Gỗ. Gear shop nè, đây mình phải nâng cái này lên. Gear shop này thì một cái bán ép này nó mới cho ra một cái này. Một cái bán ép hả? Mình sẽ nói cái trục này vô luôn. Xây cái khu đó bên đây được không ta? Cái nhà này không biết cần 120. Cái nhà này thì 50 là 170. Vậy cái này hơi thiếu thiếu nhau. Hai cái thì nó có quay mạnh hơn không? Như thế này được không ta? Tôi nghĩ là chắc cũng được đó. Nè được nè. Dọn dọn cái này đi, dọn đi. À, xây một cái nhà kho bán ép nữa. Gỗ luôn luôn thiếu nha, nãy giờ không thấy cái nào có gỗ luôn á. Hai cái này lẹ lẹ lên đi kiếm gỗ rồi. Năm con thất nghiệp nè, trời ơi nó không đi làm việc, không đi làm việc gì mà nó nằm nó thất nghiệp. Gỗ bên này chừng nào nó mới lớn vậy?
Mấy con hái nho bên đây nó cũng không đi hái luôn, làm ăn lề mề tất chắc công việc. Cái nhà này nãy giờ chưa xây xong nữa hả? Hết gỗ. Cái này khu vui chơi ăn uống cho nó, coi xây được cái gì nữa không. Campfire hả? Campfire để cắm trại hả? Xây gần khu dân cư rồi luôn đi. Ba ô, ba ô, ba ô. Sáu ô. Cái này vẫn tốn gỗ, bây giờ gỗ mình cạn kiệt rồi. Có nè, có nè, nó đi nó chặt bên đây rồi. Rồi tới mùa khô rồi, chết tới rồi. À, gỗ còn 50 nè. Đây nó đang lấy gỗ bên này vô nè. Ok. Này không có ghia cũng không có bán ép, tạm thời dừng đi. Chưa có tài nguyên. Bên này cũng bắt đầu mọc cây rồi nè. Cái rừng này hơi ít nha. Nhưng mà nó kêu xây có 20 thôi. Mình có nên xây thêm không? Cái này để gì? Phan 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 phan. À, mình chọn cái đầu ra. Cái này là một cục khoai tây hả? Mình đâu có khoai tây đâu. Cái này là cái gì? Bắp cải đúng không? Không, đậu đậu. Cũng không có luôn. Thôi chết rồi. Mình chỉ nấu được 3 món này thôi. Cà gót không ăn được hả? Cà gót không nấu được hả? Chỉ có cà gót với begi thì nấu cái gì? Bây giờ vô phần hạt giống. Chắc là trồng khoai tây hoặc là lúa đi. 6 ngày một củ, 10 ngày 3 cây. Hoa này thì nó sẽ cho mình cái gì đó. Trồng cái này đi. Trồng cái này ở khu bên này. Cái nhà, một cái nhà farm house để cho nó lo cái việc làm nông ngay đây luôn. Một cái bình chứa nước nho nhỏ đã, bình lớn thì chưa có chỗ chứa, ngay kế bên luôn. Rồi tiếp theo đó là cái gì ta, một cái nhà kho để chứa nữa. Khoan 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 khoan, cái này quỷ đi, xây cái nhà kho kế bên. Đây cái chứa nước bên đây, ở không nó vẫn là nhà kho mà. Rồi ok, mình còn 7 cái giường trống.
Bây giờ dân số của nó đang lên dần dần rồi đó. Bây giờ cây vẫn là rất là cạn kiệt nha. Khu này 18 cây nó phui luôn rồi nè. Vẫn phải đem gỗ về đây thôi. Công trình bây giờ ứ động quá nhiều rồi. Cây này bắt đầu lớn dần dần lên nè. Nó đang rất là đầy đủ, tưới nước rất là đầy đủ và đang phát triển khỏe mạnh. Này dọn đi với bay. Xây cái kho này lên, cái kho này có 6 gỗ thôi nên tranh thủ chạy lẹ đi đó, rồi bắt đầu nó dọn ba cái lẻ tẻ này vô trong cái kho này được rồi nè. Nhanh lên bay rồi anh em, thấy cái khu ăn chơi cho nóc nhà của tôi không, đúng xa hoa luôn á. Cái chỗ cắm trại này 15 gỗ à. Rồi mùa khô tới rồi, kéo dài bao lâu đây? Rồi máy này nó hết chạy luôn rồi. Ủa mình không có hạt giống để bôi hả? Nhà này dừng thôi, làm gì có phay tây mà nấu. Cái máy này hết quay luôn à, nước bây giờ nó không có chảy nữa nè. Cái đập của mình nó có đang ngăn nước luôn ta, nãy giờ tôi không để ý nữa. Không ngăn được là phải thêm hai cục nữa. Trên này là cái gì ta? Cái nguồn nước xấu. Thì chắc lắp cái ô này lại là được chứ gì. Tụi nó đi ngủ hết rồi. Chuẩn bị tới mùa mưa nè. Cycle 3 là bao nhiêu ta? Có cà gót. Hoa hướng dương 30. Bây giờ phay tây hầm 30, bánh mì 30. Cắm phay chuẩn bị gói nào. Cái này có 100 điểm thì chắc phải nâng quá. Này dạng như cái nhà thờ hay gì ta? Còn đây ngon nữa nè. Chạy luôn hai cái. Bệnh gì cử. Thôi xây xây cái này không ổn. Mình sẽ xây ở trên này. Đâu ta? Khu ăn chơi. Nhà thờ. Đây. Nối cái đường vào cho nó. Đó. Cái này cũng nhanh lên đi, cho tôi bay ăn chơi rồi sao đỏ ăn tí. Ê ê. Phay tay chồng phay tay. Đó, chồng phay tay xuống cái ruộng này nha. Nó làm việc cũng rất là nhanh tay chứ. Này nó cần nước tưới tiêu không ta? Chừng nào có phay tây đi rồi mình mới bắt đầu chế biến cái đồ ăn. Bây giờ nghiên cứu thêm. Khôi gỗ đập 2 tầng. Thêm cái khu xây dựng. Thêm một số hàng công nhân xây dựng nữa. Cái này máy bơm mà xịn sò hơn. Chưa cần đâu. 7 điểm rồi nào. Ok. Cái này giống trồng lúa nước quá vậy ta.
Sản xuất giấy à, cái này qua máy in luôn thiệt. Thử cái này đi, thử cái này 250 điểm không, từ 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 từ, cái này thu nhập phế liệu là mình hồi nãy tôi thấy ở gần gần đây, đây 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 đúng không? Không, mình sẽ xây cái cầu bắc lên đây luôn, nối cái đường vào. Để mình chặt bớt mớ gỗ trên này. Gỗ đây. Đây là hai cái nè. Nói nó lại. Coi thứ hai, chất lượng nó ra làm sao. Gỗ của mình không có miếng gỗ rồi luôn thiệt. Cái bên này là 170, bên này 200 luôn. Ủa? Vậy là nước bên này nó mạnh hơn nước bên này hết ta. Nè nè nè, nó vô nó ăn chơi nè. Có 7 người ghé thăm. Ủa, cái này lên luôn đi. Bây giờ vẫn rất là thiếu gỗ nha. Thiếu gỗ nên đẩy cái này lên liền. Ủa sao nó không đi hái dâu? 200 BG full luôn rồi. Liger Warehouse lên tới 1.200 lận, x6 lần. Vậy cái này thì x6 lên là 90 gỗ. Cố gắng xây cái này. Cái này cho nó chứa khoai tây hả? Không, cái này khoai tây đã nấu chín. Bánh mì. Ủa không có chứa khoai tây sao? À có đây. Xong rồi gì phải xây thêm một cái kho nữa rồi. Ok. Tí nữa chúng ta sẽ có khoai tây để ăn. 230. 210. Nước nó vẫn chảy anh em ơi. Nó chảy qua cái chỗ này. Thì vô cái nước nè. Không, cái đập. Đập nè. Ủa? Mưa tồ đây, nhưng mà làm sao qua đó được bây giờ? Đây cũng có mưa tồ nè, đây bên này thì chắc nó ngon hơn á, bên này hơi xe.
Này thì cũng gần hơn tí. Nhưng mà làm sao phân thêm một vùng được nữa ta? Chết này, sắp hết nhà rồi. Hết nhà hả ta? Nghiên cứu xây cái nhà này nè. Chưa biết cách xây được cái này. Mình để cái lốc ở dưới cái cầu thang được không ta? Xây cái này xây sao trời? Cái cầu thang này thì nó kín đường luôn. Thiệt chứ. Hơi bừa anh tí nhưng mà vẫn chưa biết nghĩ ra cái cách xây tối ưu cho cái nhà này như thế nào, nên tạm thời cứ để anh gì đây. Nhiều công trình đang dở dang quá. Cái này thì sẽ chứa là phay tây nghiền, là cái món này nè. Mình chuẩn bị thu nhập được cái lúa phay tây nào chưa ta? Cái này lúa mì xay, còn cái này hạt đậu. Này lúa hả? Dâu thì nhiều dâu quá. Này nước bơm lên không kịp hết ta. Rồi, cái này hoạt động là được nè. Mình đang có 4 thằng mà gỏi gãi không có gì làm nè.
Cái gừng này chắc phải nhân bản cái quy mô lên mới được. Gừng. Gừng nó nằm bên nào ta? Bên này, không phải, không phải. Đây nè. 9 ngày 1 gỗ, 12 ngày 2 gỗ. Hai mươi bốn ngày bốn gỗ x sáu, 8 ngày ba gỗ x sáu luôn. Này bốn, lên được 7 điểm. Cái campfire này với mà cái góp tốt với mà cái đền thờ á, nó sẽ bắt đầu phát triển dần thêm. Aguga và cái khu sàn nhảy, mấy con này nó ăn chơi dữ ha. Chậm xá à? Bồn tắm à? Bốn trăm điểm lận, cái này tốn tài nguyên khủng khiếp lắm, không đủ tiền đâu. Cái sàn nhảy này cũng vậy luôn, sàn nhảy này nó cần tới sắt luôn. Nên hiện tại là mở cái phòng tắm hơi cho tụi nó được rồi. Trạm xá này có 80 điểm mở luôn đi. Nó phải có một cái ô lú xuống đất này là sao? Cái nhà này chưa biết trước cái gì vậy? Mình cứ kể nó đi. Cái này bắt buộc phải xây trên trần rồi. Nên như thế này thì kỳ quá không? Đó, gì mới đúng nè. Cái gì? Bắt đầu thu hoạch khoai tây chưa? Thu hoạch chưa? Rồi khoai tây nó đem đi đâu hết rồi? Dâu nè, khoai tây có 42 khoai tây rồi. Nhưng mà sao nó không hiện đi ta? Mình bắt đầu mở được cái nhà này đó. Đó, có món khoai tây luộc. Luộc xong thì nó sẽ bỏ vô cái nhà này. Nhà này cũng chứa mà khoai tây luôn. Thank you.
20 gỗ luôn á. Trời, xây 4 cái độc này tốn tiền. Nãy bị gì xây trong này đã có 3 ô mà. Trời ơi, chơi ngu thiệt. Cái gì đó, cái gì đó. Tới mùa khô hả? Không có gì trong cái phạm vi này. Nó chặt gỗ ở đây là nó chặt không tới rồi. Giờ cái này lên trên chặt hết cái khu này, nó không chặt được ở đây luôn thì cái này bỏ đi. Cái này thần tốc lên bạn ơi, cần một cái thằng thợ thủ công thôi. Khoai tây vẫn đang chín đều, kho của mình còn 81. Cà gót thì chưa biết chứa vô cái gì, thậm chí nó dư nó ấy nhảy ra ngoài đường luôn nè. Nhà cửa thì vẫn chưa đâu vô đâu cả. Cái này nó không gom tới bên đây hả? Nó không gom tới thì phải xây lại cái chỗ bên đây cho nó thu hoạch thôi. Cái này sao mãi không có đứa nào làm ta? Cái đập chặn nước như thế này mà nước vẫn chảy qua được hả? À không, nó cạn rồi nè. Nước đâu đi qua nữa đâu. Hai cái máy của mình. Cái này nó tính hai đầu đúng không ta? Tổng cái kho 512 mình đang sử dụng là 170 thôi. Cái nhà này không 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 không, cái nhà này phải chứa là cái gì, cái gear, cái đầu ra của cái gear nó mới mà chạy cái gear ra đây và nó mới sản xuất tiếp được. Cái này nhà kho nó không có chứa tổng thể nha. Vậy là xây cái này hơi bị lâu đó. Ván ép mày này nó ra không kịp. Gỗ thì mình cũng không còn nữa. Game này công nhận gỗ là tài nguyên nó quý hiếm thiệt đó. Dọn nốt mấy cái này để trên tiếng gửi rồi mà chưa đâu cho vô đâu hết chứ. Bầy cu ly của mình nó vẫn làm việc rất là siêng năng luôn. Cái gì đây, thuốc nổ à? Rồi tới mùa khô rồi, cái này 1 giờ nó ra 1 điểm, còn cái này 0,75 giờ nó ra 10 điểm. Nhà chim tinh học chỉ có những cái người dũng cảm mới được làm việc ở đây hả? Gave hả? Làm sao biết con nào là bị Gave không? Thank you.
Trời, một đống chỉ số này khủng khiếp. Kiến thức thì sách vở nó mới có 3 thôi. Nó mang được 14 kg. Số 8 là cái gì? Tuổi hả? Tôi cố gắng unlock cái nhà này. Cái nhà này thì 400 à. Ý, nó chứa ra cái gì nữa nào? Sạc pin hay là nguyên liệu gì đó. Cái cà gót mình đang rất là thường nha. Cái nhà này là cái gì? Đồ nó sẽ sử dụng qua cái đó ra là dạng như cái nhiên liệu gì đó, rồi từ cái nhiên liệu nó mới đi vô cái nhà nhà máy này. Từ cái nhà máy nó sản xuất ra một cái bộ như là cái bộ lắp ghép gì đó, cái bộ lắp ghép đó thì mới cắm vô đây. Rồi hiểu. Cái này tầng cao thấp cho cái bộ kết nối. Đi. Cánh quạt, cánh quạt. Năng lượng cánh quạt. Xây một tầng ở đây, hai cái cầu thang là mình nói lên được thôi. Đây, đây, đây. Nhưng mà trên này nó khô hạn dữ lắm. Cái cây nào sao không chặt? Ăn đi. À, cái này nó nhà trống rồi, đến mùa khô nó rồi, ta chỉ còn một giường trống thôi nên tiếp tục. Nói đường người đây qua đây luôn. Bây giờ trên này trống hai ô mình có thể làm được cái gì không ta? Xây thêm cái này không? Có cái nào nhỏ nhỏ như thế không? Sử dụng để mài găng. Mài găng cho những con chuột này, nó chỉ có 5 gỗ thôi, cũng được. Nãy xây cái ô này xuống đây nó mới ngon. Cái ô điện thoại này hơi sai sai rồi nha. Quỷ đi, quỷ nó đi. Đó, vừa đẹp luôn đó. Rồi bây giờ xây một cái điện thờ cho tụi nó cầu nguyện. Thiếu bốn cái bán ép hả? Ờ, cái cầu thang này tốn tài nguyên dữ nha.
Ôi ôi, mấy cái đó tốn tài nguyên phết luôn á. Cái ván ép của mình chắc phải thêm một cái nhà nữa. Bây giờ gỗ lên kịp không ta? Không có gỗ để mà xử lý ván ép luôn. Hết gỗ rồi, chết rồi, trồng gừng lẻ lên, chắc phải nâng cái quy mô trồng gừng lên mới được. Nhổ gốc cái mà cây này luôn. Nguyên cái khu này thì chắc cho nó thành cái bãi trồng gừng nữa quá. Chứ không có gừng bây giờ là thiếu gỗ gì trời lắm. Bảy hai là ba rưỡi, cái này vẫn sáu sáu thôi. Ủa gỗ phui luôn nè, vậy là cái nhà này nó chạy không kịp thôi, nên tôi sẽ nâng thêm cái nhà này lên. Nên đặt ở đây quá. Gear, không phải gear, nó là cái gì ta? Này phải không? Không luôn. Này quận, này nhà, này nước, này gỗ, này mê tồ. Ủa? Không, cái này trồng cây, cái này gỗ nè, ở đây đây đây, nó nằm bên kia. Hình như một cái máy bơm này nó hoạt động không kịp. Nước của mình nó cạn liên tục nha. Anh em nhìn có ba nước à. Nên chắc tôi sẽ nâng thêm cái máy lên. Cái máy này thì cần phải có cái bán ép xịn nữa. Nhưng mà cái bán ép, cái này nó gỗ thường với gỗ xịn là cái gì ta? Cái này là máy lọc nước này. Cái này cũng lọc nước luôn. Ủa như thế này mới đúng nhá.
không có nước tí là hẻo luôn đó anh em ơi. Nước của mình đang cạn rất là cạn luôn nè. Còn ba cái đồ ăn bên đây thì quá nhiều rồi. Tôi nghĩ lựa chọn hơi nhiều rồi. Cái này đã báo cái gì vậy? Cái building này chưa kết nối với bất kỳ con đường nào cả. Cái này đặc biệt lên, ưu tiên lên. Với cái này nữa. Ủa cái này lộn ơi. Trời ơi. Đó, cái này mới đúng. Vậy tầm bả. Gear thì mình chưa cần lắm, gear mình có ba mấy luôn nè. Mình cần nhất là cái dán ép này để cho nó xử lý được cái mớ gỗ đi, cái mớ gỗ này nè. Cái khu rừng này lớn lên là mình có thêm một mớ gỗ nữa. Ngon. Cái này đầu tiên nhất, nhanh cái tải lên. Điện mình xài là gần như không hoạt động luôn. Gỗ nó vào không kịp hết ta. Tại sao? Gỗ đây có rất nhiều mà. Sao nó không vào cái nhà này? Đó, chuyển gỗ vô đây đi. Phá cái đập này thì nước nó sẽ chảy xuống đây. Nước đây là nước bẩn rồi nè. Không được, không tác dụng gì hết, không phá cái đó đâu. Một cái ô đây bắt cái cầu thang lên. Ừ, xây cầu thang này tốn nguyên liệu dữ trời lắm. Không xây vậy được. Đồ ăn thì quá thừa mứa rồi. Đây 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 nó làm việc rồi nè. Ngon, bắt đầu có cái giúp bán ép gà đó. Gear thì mình cũng có rồi. Bây giờ năng suất là mới có 220 rồi. Không lẽ thêm nhà này nữa ta. Nhưng mà đang thiếu gỗ, rất là cực kỳ thiếu gỗ luôn. Một thằng thất nghiệp. Thất nghiệp thì đi bơm nước. Thất nghiệp thì đi bơm nước. Bây giờ mình chuẩn bị lên cái nâng cấp kế tiếp là cái gì bây giờ? Gỗ thì không có để mà chứa đâu. Cái kho này rất quan trọng nè. Những cái gì nhiều nhiều thì sẽ chứa kho, thường là ba trái dâu á. À đây 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 nó xây xong luôn nè. Mình sẽ chứa trái dâu. Trái dâu đây. Rồi những cái nhà khác thì không chứa dâu nữa. Nhà này chứa khoai tây đã nấu chín. Rồi nhà này là cái gì? Nhà này chứa do BG giả chuyển qua chứa khoai tây đi.
Nhà này phải tây luôn. À đây 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 còn cái kho nào phải không? Nó đó. Này chứa phai tây nấu chín. Là cái này. Cà gót 200 mà. Cái này vẫn chứa cà gót đi. Cái này chứa ghia. Hai chục kia thì mình có đủ rồi, nhưng mà nó cần cái 30 ván ép lận. Nhưng mà cái bình chứa nước này chắc quan trọng á, chứa tới 300 nước mà. Nước của mình bên đây đang khá là cạn rồi. Xây thêm cái kho chứa nước medium tăng này. Xây như nóc nhà hả ta? Sập nhà không? Ê, mấy cái nhà dưới này chưa có đường. Khoan 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 khoan. Ơi ơi, cái này phải đặt cái đuôi này, nó phải nối xuống ống nước nữa. Quỷ đi. Bảy năm bả. Cái này nó đi được méo quá chứ đi. Chào ta. Tôi muốn nó đi được cái trục đường này lên đây luôn, rồi nó quẹo qua đây nè. Nhưng mà hiện tại chưa suy nghĩ ra cái cách xây như thế nào ổn áp. Cái này nó quẹo vô đây rồi thì chỉ có đi lên cái ô này thôi. Ừ, thì cái góc này nãy giờ chơi ngu quá rồi.
15 con thất nghiệp. Bây giờ chó đi làm việc gì bây giờ trời? Không lẽ cho nó đi trồng gừng nữa. Ba mươi ngày tám gỗ. Khoan 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 khoan, nước nó sẽ chảy vô đó. Không không được. Đang đẹp vậy. Tiếp theo mình cố gắng là khai thác cái mỏ bãi quặng sắt bên đây. Bên này là sao ta? Xây thêm một cái bay nữa hả? Cái bay bên đó thì chắc phát triển ngay cái khu này. Không, khu này đây. Khu này thì không, gần quá cũng không được, chắc xây bên đây luôn. Rồi tới mùa khô rồi, thôi 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 thôi, xây bên này chắc xây nhà với cái khu ăn uống là được, hoặc là cái khu vui chơi nữa, còn sản xuất thì vẫn bên đây thôi. Forget này có một đứa làm hả ta? Đâu nó làm cũng nhiều lắm nè. Xây thêm cây nè. Forget nè. Không, xây bên đây thì bên kia nó không có ké được. Chống bao này. Rồi, ok. Dọn 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 cái này nhanh. Dọn luôn mấy cái này đi. Dọn luôn. Sau này chúng ta sẽ xây một cái cầu thang ở đây. Làm hai cái đường lên chứ đi chỗ này không có tắc nghẽn giao thông lắm. Nói cái trục đường này xuống đây luôn. Giữa cái trục chính đi. Cục này là như cái tuyến quốc lộ chúng ta nè. Vẫn thiếu bán ép ta. Quá nhiều phai tay rồi.
thêm một cái siêu kho khổng lồ đó. Cái này thì chúng ta sẽ cho nó chứa khoai tây. Khoai tây. Bên này chiêu quá ha. Bây giờ mình sẽ cần cái nó hai cái dưới này chưa được. Tí nữa xây cái nhà chim tinh học đi, là xây cái nhà này nè, ngàn điểm luôn. Cái nhà này chắc trước sau cũng phải học à. Thôi tí nữa đó, tí nữa đi, tí nữa đi, chưa vội. Rồi tới mùa khô rồi, trữ nước của mình hơi ít nha. Chỗ này chưa xây được hướng lên trên để mình có thể lia toàn bộ cây đây luôn. Phá cái đập này, phá cái đập này thì dẫn nước được vô đây. Nhưng mà mình phải lóc cái chỗ này lại. Dẫn nước vào đây thì nó vẫn chảy qua đây thôi, nên là xây đi tính lợi thì vẫn không mất gì. À, nó không có nhiên liệu, vậy là mình phải xây cái gì đó để lấy sức gió. Làm sao biết chỗ nào gió mạnh, chỗ nào gió ít vậy? Thường gió là chỉ có trên đây thôi, nhưng mà tốn tài nguyên lắm. Đây cũng được đó nè. Đây thì nới thẳng vô cái trục này ạ. Xa lắm không được. Hay thử xây đại một cái đi rồi tính tiếp. Mấy cây này gần như nó chết thẳng luôn rồi. Nè mấy cây nè. Khoan 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 khoan. Hình như nó vẫn sống mà. Bỏ đi, đừng gỡ nữa. Nó liệm luôn rồi anh em ơi. Ừ.
Trời, cái nhà này cần thiết vậy mà nãy giờ nó chưa lên nữa. Nước thì sản xuất không lên kịp. Khoảng 130, 150, 130 là nó tụt xuống 140. 140 nó tụt xuống 130 liền à. Mà mình mới có hai cái nhà thôi. Đây, hai cái này quỷ đi. Mình sẽ dời nó qua bên đây. Quỷ sai rồi, sai lại. Suy nghĩ sai rồi. Em sai rồi, em xin lỗi, làm lại ơi. 900 trái dâu gần đầy cái kho luôn rồi nè. Ủa sao mà nó chứa được tới bao nhiêu đây ta? Cái kho nào chứa dâu nó hay gì? Con này chứa khoai tây nghiền. Con này chứa cà gót. Cà gót nè. Khoai tây nghiền nè. Bánh răng nè. Khoai tây nghiền nè. Khoai tây nè. Vậy thì làm sao mà ra được 1.000 mấy trái dâu? Cái này luôn luôn thiếu ván ép. Gỗ cũng luôn luôn thiếu luôn. Gỗ có 126 thôi. Nên cái vụ trồng rừng này chắc có vẻ khá là lâu đó. Làm sao nâng nó nghỉ, làm sao cho nó nghỉ đẻ ta. Nghiên cứu khoa học nâng được cái này nè. Ủa nó cần phải có nhựa cây nữa hả? Nhựa pine resin à, cây pine mình có chắc trồng rồi. 7 ngày nó sẽ lấy được cái nhựa cây 80 nhựa. Nghiên cứu khoa học thì đặt nó ở đâu bây giờ? Đây luôn đi. Đối diện nhà dân. Nhà dân nó hiếu học. Chứ không tối ngày nó chơi game nữa. Hai kho trống rỗng luôn. Cái kho bán ép trống rỗng luôn. Cái này chắc còn lâu lắm. Nhà này xong rồi. Nó sẽ xây hết được cái khu này. Có mấy con thất nghiệp mà sao nó không làm việc bên đây ta? Quá xa cái trục đường chính của mình nên nó không làm việc.
Người thiếu có một cái ngáp thì ráng làm cho xong đi. Nuôi 27 thằng ăn chơi vậy. Làm sao cho nó nghỉ đẻ ta? Nó đẻ nhiều quá, cái con game bây giờ chơi hết nổi rồi. Unlock cái mà trung bình này khi mà đạt được 15 điểm ở cái phục cái đuôi dài để lên được cái công nghệ điện máy, công nghệ mà máy móc sắt thép chứ. Một con đã chết gì tuổi già Subumo. Hèn gì chống ra một cái giường nè, tội nghiệp. Bây giờ nghiên cứu xây thêm một cái khu bên đây, nhưng mà phải tích gỗ đã, tích bán ép đã. Mình còn nhiều thứ phải chi quá. Cái nhà này là 80 ván nè, cái nhà này 60 ván nữa, 80 ván nữa hết 160 rồi. 160 rồi. Ủa không, ủa sao vậy? Đít chích cần được kết nối bởi một cái mà gã ghẻ của đít chích. Không hiểu cho lắm. Đây đây đây, cái gã ghẻ đít chích đây. Sáu trăm điểm hả? 600 điểm không đủ rồi. Cái trò tụi nó học hành thêm. Thôi là nhiều đó thôi. Học nhiều quá nó luôn. Nước cà gót. Còn cái nhà này là potato đúng rồi ta. Ủa nó thu hoạch là nó phải tự động chứ.
Đúng, gần phải chỉ đạo đó. Ôi ơi, cái này đâu phải mình phải chọn nè hả? Ưu tiên cái resort này thì nó là cái phi ne không, ưu tiên cái resort này là chi nuốt. Trời, nãy giờ không biết, không chọn luôn phi ne. Bên này chọn cái gì? Bên này chọn chi nuốt, chi nuốt. Ok, nước bắt đầu lên dần dần rồi. Cái này chứa 300. Để mấy thằng thất kịp nó lu bu quá. Chết một con nó rồi. Đa ghi rồi, tay ghi gì đi ở trên này. Cái này thì thiếu ván ép với nhựa cây. Ván ép thì vẫn đang sản xuất liên tục thôi. Gỗ vào không kịp nó ta. Trời ơi, phải xây cái nhà vận chuyển này nữa. Thiệt. Ưu tiên cái nhà lên. Ủa? À, cái này chỉ một thôi. Vậy thì mình xây mấy cái nhà này giờ vừa đủ ta. Từ 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 từ. Cái này thì không cần nữa. Bên này có hai cái kho, chắc ưu tiên bên này. Tụi nó đi tắm rửa chơi bời với anh rồi. Rồi. Tiếp tục. Bao lâu rồi ta? 2 tiếng chưa? Chết rồi, 2 tiếng mấy rồi. Một ngày chỉ được chơi game 2 giờ thôi. Làm tấm hình ấy. Mấy biết xảy nạn sao luôn. Bấm qua bển hình như là tài nguyên nó khác hoàn toàn nè. Trời ơi. Cái này thêm người được không? Không, chỉ có ba thành dân thôi. Cái này cũng vậy luôn. Cái này không chứa khoai tây nữa đâu. Cái này sẽ chứa khoai tây nè. Nhưng mà vẫn đang thiếu nguyên liệu nha. Cái nhựa cây này mình có phải thu nhập không ta? Hay là tự chặt rồi nó lại ra? Từ từ. Cây nè. Cái này thì làm ra nhà máy giấy thôi. Trời ơi, phải có cái này mới mà lấy được nhựa cây. Cái này cũng đơn giản, 500 điểm, ok. Học hành nhanh lên.
20 con thất nghiệp. Dân số mình nó bắt đầu ổn định rồi đó, nó không có đẻ nữa. Có 3 đứa nhỏ nè. Ủa dầu bên này nó không thu hoạch ta. Ý. Cái dầu này phải cho nó xây lại. Nếu có chỗ xây rồi thì tạm biệt đi. Mười con chiến hàng luôn. Bây giờ tụi nó thất nghiệp nhiều quá à, nên cho nó tí công việc để nó làm. Ván ép lên không kịp ta, không lẽ anh thêm nhà này nữa. Nó chỉ đi được mấy cái đường bên hông thôi, không có đi được sau lưng. Như vậy thì xây hai cái đứng ở bên đây hả? Ủa cái nhà này nhà gì? Cô ghét mà. Xây ở đây thì nó mới có bánh xe nước nè, mình sẽ tận dụng được cái nguồn mà không có xài tới. Ủa sao nó nghỉ làm như này? Hay là dọn luôn cái khu bên này đi, chứ để dâu nhiều quá thì cũng không được. Dâu mình K3 rồi. Dọn luôn bãi dâu này thì mình còn bãi dâu bên đây, nên ông ta bỏ bãi dâu này thì uổng lắm, mà không bỏ thì không có chỗ xây. Không lẽ bỏ bãi bên đây? Dâu bây giờ mình cũng quá nhiều rồi. Bỏ bãi bên đây thì chưa biết kết nối cái bánh răng vô như thế nào được.
Mình có cái nhà để khoai tây rồi, nên cái nhà này để khoai tây nghiền, nhà này để cà gót. Khoai tây nghiền. Thôi nhà này để cà gót đi. Rồi tiếp theo sau đó là bánh răng nè, một cái nhà để nhựa nữa, 1 2 3 4 5 6 nhà để nhựa. Rồi tới mùa khô rồi, trữ lượng nước của mình còn nhiều. Một thằng ở đây thì chắc chặt gỗ không nổi đâu. Mình sẽ xẻ một cái con đường dọc qua bản luôn. Sao nó nói đường qua? Chỗ này ưu tiên lên tí bạn ơi. Nối thẳng cái đường từ đây qua đây. Rồi sau đó bắt đầu xây thêm cái xưởng cơ khí bên này. Gỗ đây. Bánh răng đây, ngã ba đây. Xây thêm hai cái nữa chắc được rồi. Hiện tại mình đang có dư rồi, không cần thêm nhiều quá đâu. Gần đây. Bộ này bộ chiền đôi. Chiền ba nhé. Chiền ba. Đây là chiền hai. Ủa cái này nói ra sao đuôi được nữa hả? Ê, nói sao đuôi được thì từ 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 từ.
Mày đương nhiên chứ gỗ mày. Đây, 1000 điểm khoa học rồi nè. Mình sẽ nghiên cứu cái khu mà để nó lấy nhựa. Đây, cái nhà này để lấy nhựa. Mấy nhựa thì do nó nằm ngay đây luôn. Kế bên chúng ta sẽ để một cái nhà kho nữa. Kho lớn luôn đi. Cái kho này chứa đến 1000 gỗ mà. Gỗ sau này mình có khả năng là lên nữa đó. Nhựa thì chắc không nhiều đâu, tiết kiệm đi. Chết thì mùa khô tới rồi. Nước mình 780, ok. Cái này cố gắng tiến độ lên kịp không? Cái này thì có vẻ lâu nè. Mấy cái nhà này chỉ cần gỗ thôi nên phải nhanh chứ. Đây 10 nhân công luôn mà. 6 thằng đang thất nghiệp nữa nè. Rồi một thằng đang thất nghiệp ổn rồi đó. Nên sâu việt anh muốn coi quá, game này nghiện phết á, 2 tiếng rưỡi rồi. Chắc nghỉ quá anh em ơi, thôi qua cái mùa này đi nghỉ, game đang cuốn biết rồi, đang mùa khô làm gì có điện. Bing 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 bing, chuẩn bị tới mùa nữa nước lại rồi, đang chơi mức dễ nên nó rất là thoải mái luôn. Gỗ của mình thì còn lâu mới vui. Cái mòn nói vậy chứ cũng gần vui đó nha. À cái này nó có 2 tầng lắm. 2 tầng thì chắc có nói gì nói bên đây.
Đó, ván ép bây giờ mình có lên là mà cái kho gỗ bên đây thì hơi thiếu. Có gì tí nữa mình đẩy cái đường thẳng lên trên này luôn. Nước chỗ này nước bẩn lên chắc phải đắp 3, 4, 5, 6. Nước này nó bẩn lắm, nó gây ô nhiễm nè. Nãy nó có ghi trong cái bản update mới á. Tự nhiên nó đứng máy, tính đâu gắt game chứ. Mình đang rất là thiếu nhân lực vật lực này. Sao lại thiếu người được ta? Ủa? À, ba nhà xây hết rồi, ok. Nước cũng ổn áp rồi. Đủ ăn đủ mặc rồi nè, có phai tây là hơi tục tí thôi. Kho phai tây mình 1.200, ok. Ngủ với bán ép, bánh gần với bán ép. Gear thì sắp full rồi, bán ép thì bây giờ đang tăng tốc rất là nhiều luôn. Ngủ của mình nó sẽ giảm nhanh chóng này, nhanh lên bay ơi. Rồi đợt tới thì tôi sẽ mở một cái khu bay thứ hai ở đây nữa. Hoặc là bay thứ ba ở đây nữa. Cái này nó ngập trong nước luôn hả ta? Thì mình sẽ khai thác sắt ở đây. Gán kiếm đủ 15 cái hướng dẫn thì mới mở được cái công nghệ kia. Mấy cái này thì không biết là cái gì. Kiến thức phải xây có sách gì nữa nè, hiện tại mới có 9 điểm thôi. Ừ, 4.000, 4.000. Cái chỗ này nó không làm việc đi ta. Dọn dọn nó mới gác nè, để chật đường quá.
hai lần thất nghiệp để nó có gì mình dự trù cho nó. Mấy cái này đương nhiên chứ gỗ rồi. Ừ, bán ép sắp đầy rồi, không được. Ê, cho tôi này nó làm ít việc lại. Ngày làm 14 tiếng thôi. Đúng bóp lột luôn á. Ngày 24 giờ làm việc 16 tiếng. Đúng 8 tiếng đi ngủ. Nhà này thì tăng tốc lên hộn cái. Kishin là cái nào ta? Này phải không? Ok. Mấy cái này chưa biết, từ từ nghiên cứu cho. Tạm dừng đi, tạm dừng đi. Cái này vẫn thiếu nhựa cây. Nhựa cây mình sẽ lấy ở đây. Chắc thêm tí nhân vật lực nữa. Ngã tư tử thần. Bây giờ mình nhiều đồ rồi, mình bắt đầu phung phí thôi. Đâu cần tiết kiệm nữa. Cái khu này có bao giờ nó đủ khách không ta? Cái khu này nó cũng khá là vắng. Nhưng mà tăng thêm dân số thì dắt thêm cái nữa bên đây đó. Bây giờ coi cái khu ăn chơi giải trí của nó. Cái chỗ mài găng nè. Lửa chạy rồi nè, góp tốp rồi nè, chạm xá nè.
nó dọn hết cái khu bên này luôn. Khi nào nó mới thu hoạch nhiều hơn được ta? Cây này nó lớn mới được, đây nó lớn rồi nè. Rồi lấy nhựa đây. Nó không có chặt cây thì nó có đi lấy nhựa không? Cây lớn rồi nè. Làm sao cho nó lấy nhựa ta? Không làm việc. Như thế này thì nó chặt nó lấy gỗ luôn. Như thế thì chừng nào mới đủ nhựa vậy? Nguyên cái khu ăn chơi giải trí trên nóc nhà. Chỗ này làm sao nói xuống đây được ta? Ok, ngon nghẻ.
Cây lớn như thế này rồi mà nó vẫn không đi lấy nhựa là sao? À đây, 6 mấy % đây. Vậy chắc còn lâu. Còn lâu lắm. Rồi cứ thong thả mà lấy. Chắc cả tuần đó. Đồ ăn thì vẫn đủ, nước nôi thì vẫn thừa. Bây giờ ván ép nó ra nhiều quá rồi. Bớt một nhà lại đi. Cái nhà kho lớn này thì nó không có chứa gỗ được nha. Nó chứa ba cái nguyên liệu thôi. Nên cũng chưa biết để cái nó làm cái gì. Ghia với bán ép thôi, bây giờ mình thừa ba cái đó này. Coi thử nó lấy nhựa được không mày nghĩ hả? Gần 3 tiếng đó. Phiên bản này là V0.570DBF gì đó. Game này nó hơi bị nghiện. Nghiện nhìn mấy con hải ly nó chạy tung tăng. Chín sáu phần trăm này coi nó lấy được nhựa cây không, 97. Chín này đi lấy nhựa được các bạn ơi, 5 cây thôi, mình chỉ cần lấy 5 cây là đủ. Nó đi ngủ rồi gì vậy? Để đi ngủ rồi. Nó đòi ăn bánh mì á, vậy chắc tôi sẽ phải chuyển qua trồng lúa. Mình sẽ làm một cái khu trang trại ở đây nữa. Bên này không có đất xây nhà. Cái này chi nốt chứ không phải mắc bổ súc à. Chi nốt đây chỉ tức là mình sẽ không chặt cây cái khu này, mình vô là cái nào chặt cây là cái này.
Có nhựa chưa? Có nhựa chưa? Nè, có 8 nhựa nè, xây được cái nhà này tôi nghĩ. Xây được cái nhà này thì mình sẽ bán hai cái nhà này luôn á. 8 nhựa rồi. Đi hút ba cái cây này nữa là xong. Nấu cái gì ta? Gia vị đâu rồi? Trời, nó đi chơi không mà nó không phải làm gì. Đi chơi hết ngày luôn cả. Rồi rồi ông ngồi đây. À mấy cây kia chưa có lớn. Vì chắc cũng còn lâu nữa. Đang khô quá rồi. Nên mới thu được có 4 cây, bên đây là 8 nhựa thôi. Con này nó quang lưu rồi. 21, 22. Hồi nãy cây này lớn nhanh nè, 60 nè. Này là gì? Khoan khoan khoan, cái nhà này là nhà gì? À, nhà chứa gỗ. Còn lâu quá mới 64% mà. Nhà quỷ này tới giờ chưa xây xong nữa. Trong khi tài nguyên thì đủ đó, gỗ 900 mấy nè, quán ép ngỡ ngàn đó nè. Đây đây đây. Mình có gỗ với cái cây gì ta? Mình sẽ gia công được cái gọi là cái ván. Cái ván bền hơn. Đó hình như là cũng là nhựa thôi, cũng nhựa luôn. Không được, không được. Để cái này nó có thể bao bọc được cái bọn này, nên mình sẽ chặt ở dưới này, chừa cái khúc trên này. Tình hình nhựa sao rồi, chưa đủ nữa. Khá là lâu. Bây giờ gỗ mình không cần quá nhiều. Chết rồi, nước ba nước bẩn nó đầy quá nè. Chỗ này giao hòa giữa hai cái nè. Nước gặp ở đây cũng bị ô nhiễm luôn nè. Xây lại xong cái nhà này nghỉ ấy.
Gear đủ mà dán ép cũng đủ rồi, gỗ cũng đủ mà sao nó không làm ta? Ưu tiên cái này lên trước để cái bán ép của mình nó sắp full rồi. Cái gì cần có năng lượng đó hả? 200 HP 1 giờ. Trời ơi. Khối xì gió lớn thì cần cái kia 200, cái này có 150 thôi. Chết tôi rồi. Trời ơi. Cái nhà này đặt bên đây mới đúng nè. Nhà này là nhiêu ta? 3x3 phải không? 3x3 thì tôi hủy cái kho này luôn. Xong cái nhà bán ép bên đây tôi hủy cái kho này luôn. Tôi sẽ chuyển bán ép vào đây hết, hủy cái kho này, đút cái nhà đó vô. Rồi, ok vậy đi. Hôm nay chơi đến đây thôi. Ok, bye bye anh em.